Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ được cho là đã tiếp tục tăng gấp đôi nỗ lực chống lại nhà sáng lập mạng tròn Justin Sun. Sau đợt điều chỉnh vào đầu ngày hôm nay, BTC đã nhanh chóng phục hồi về quanh mốc 64.000 USD khi chỉ còn 87 block nữa halving sẽ diễn ra. Sau gần 10 ngày im ắng, trình di chuyển Pi về Mainnet đã hoạt động trở lại với ví tổng GIBT đang làm việc liên tục để trả Pi về Mainnet cho các Pioneer đã hoàn thành KYC. Sau đây, mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. Trong một tiết lộ mới, Yihe, đồng sáng lập của sàn Binance, đã cho biết rằng cựu CEO Trang Pen Zhao hiện đang hoàn toàn ổn trong khi chờ tuyên án ở Mỹ, dự kiến vào ngày 30 tháng 4. Hy khẳng định tại cuộc gặp gỡ trong cộng đồng Binance Trung Quốc ở Dubai rằng những áp lực pháp lý trong quá khứ đã được tiên liệu trước. Cô tin rằng tình hình hiện tại là kết quả tối ưu nhất trong hoàn cảnh đó. Như CryptoLeakVN đã đề cập trong các bản tin trước, Zhao đã nhận tội vào cuối năm ngoái về các hành vi chống rửa tiền và lệnh trừng phạt, đồng thời đồng ý nộp phạt cá nhân 50 triệu USD và từ chức giám đốc điều hành. Cựu CEO này có thể phải đối mặt với mức án tù lên tới 18 tháng, nhưng các công tố viên Mỹ đang tìm kiếm mức án cao hơn. Về phía mình, Binance cũng đã nhận tội rửa tiền, âm mưu tiến hành hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt, đồng thời đồng ý nộp phạt tổng cộng 4,3 tỷ USD. Sàn giao dịch đã cải tiến tuân thủ đáng kể trong vài năm qua để bảo đảm quy trình KYC và AML. Trong bối cảnh liên tục ra soát sai phạm trong không gian tiền điện tử, Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ SEC đã tiến hành sửa đơn kiện chống lại người sáng lập mạng tròn Justin Sun và các bị cáo khác vào ngày 18 tháng 4. Cơ quan quản lý cáo buộc rằng Sun đã du ngoạn khắp Hoa Kỳ trong khi anh và một số công ty triển khai cung cấp và bán token BTT và TRX là chứng khoán chưa đăng ký. Theo SEC, Sun đã dành hơn 380 ngày ở Mỹ từ năm 2017 đến năm 2019 và thực hiện các chuyến công tác đại diện cho Tron Foundation và BitTorrent Foundation. Hai công ty đều là bị cáo trong vụ kiện của SEC đến các thành phố lớn bao gồm New York, Boston, Massachusetts và San Francisco. Cơ quan quản lý muốn thông qua những chuyến đi này để có được quyền tài phán cần thiết đối với Sun và các công ty nhằm theo đuổi hành động pháp lý tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, SEC cũng cáo buộc Sun và các công ty đã tham gia vào một kế hoạch wash trading trên sàn giao dịch tiền điện tử BitTrex hiện không còn tồn tại. Khiếu nại sửa đổi cũng cáo buộc rằng Sun đã đích thân liên lạc và cung cấp tài liệu cho BitTrex vào khoảng năm 2018 để sàn giao dịch niêm yết token TRX. Bản sửa đổi mới nhất được đưa ra nhằm đáp lại yêu cầu bác bỏ vụ kiện này của Sun vào tháng 3 do thiếu quyền tài phán cá nhân. Các luật sư bào chữa lập luận rằng Sun và các công ty là người nước ngoài và không sinh sống, hoạt động hay có trụ sở tại Mỹ. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông, BTC đã chứng kiến sự biến động liên tục khi trượt xuống dưới 58.000 USD vào đầu ngày hôm nay trước khi phục hồi về quanh mốc 65.000 USD vào chiều nay, khi sự kiện halving chỉ còn 87 block nữa sẽ diễn ra. Ngoài động lực từ halving, đợt phục hồi mới nhất của tiền điện tử hàng đầu lên mức cao cục bộ 65.174 USD đã được kích hoạt bởi tin đồn cho rằng tình hình giữa Israel và Iran có thể sẽ không leo thang hơn nữa. Sự biến động liên tục đã gây áp lực lên cả vị thế long và short. Theo dữ liệu từ CoinGlass, trong 24 giờ qua đã có đến 291,5 triệu USD bị thanh lý. Trong đó lệnh long chiếm 154 triệu USD và lệnh short chiếm 136 triệu USD. Đợt phục hồi mới nhất của BTC cũng góp phần kéo vốn hóa thị trường tiền điện tử lên mốc 2,47 nghìn tỷ USD, tăng hơn 5,2% trong ngày. Sau gần 10 ngày im ắng, trình di chuyển Pi về Mainnet đã hoạt động trở lại, với ví tổng GABT đang làm việc liên tục để trả Pi về Mainnet cho các Pioneer đã hoàn thành KYC. Sau đợt bơm hơn 100 triệu Pi coin về ví tổng GABT vào ngày 10 tháng 4, đến hôm nay, việc di chuyển Pi về Mainnet cho các Pioneer đã được thực hiện. Theo dữ liệu từ Pido, đã có đến gần 20 triệu Pi được di chuyển về các ví Mainnet trong ngày hôm nay, nâng tổng số Pi được trả về ví lên mốc 3.394 tỷ Pi. Trong khi đó, số ví được di chuyển sang Mainnet cũng đã chạm ngưỡng 5.085 triệu ví, tăng 28.667 ví trong ngày. Hoạt động sôi nổi trên mạng Pi được nối lại sau khi Pi Core Team công bố cột mốc 10 triệu Pioneer vượt qua KYC, tiếp cận được ít nhất đủ số lượng Pioneer được KYC để đạt được mục tiêu 10 triệu ví được di chuyển sang Mainnet,
như định hướng được đưa ra bởi đội ngũ nhà phát triển, hướng tới giai đoạn Open Benet được mong đợi. Một báo cáo mới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã nhấn mạnh rằng BTC đang ngày càng đóng vai trò là một kênh quan trọng cho các dòng tài chính xuyên biên giới trong bối cảnh bất ổn tài chính toàn cầu. Báo cáo đã làm sáng tỏ bản chất phi tập trung của BTC đang được tận dụng như thế nào để vượt qua các hệ thống ngân hàng truyền thống, đặc biệt là ở các khu vực gặp khó khăn về kinh tế hoặc kiểm soát vốn nghiêm ngặt. Theo IMF, cư dân của các quốc gia có quy định tài chính hạn chế đang chuyển sang BTC để di chuyển vốn qua biên giới một cách tự do hơn. Báo cáo cũng nhấn mạnh khối lượng giao dịch đáng kể có nguồn gốc từ các quốc gia như Argentina và Venezuela, nơi người dân phải đối mặt với siêu lạm phát và kiểm soát tài chính nghiêm ngặt. Ở những khu vực này, BTC đã trở thành một công cụ tài chính cần thiết để bảo toàn tài sản và tiếp cận thị trường toàn cầu thay vì chỉ là một khoản đầu tư đầu cơ. Tuy nhiên, báo cáo của IMF cũng cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc sử dụng rộng rãi BTC cho các dòng tiền xuyên biên giới. Việc thiếu sự giám sát và tính ẩn danh do tiền điện tử mang lại có thể làm phức tạp thêm nỗ lực của các cơ quan quản lý trong việc giám sát và kiểm soát các giao dịch tài chính nhằm ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền. Thị trường tiền điện tử chiều nay đã tiếp tục cho thấy sự phục hồi. Vốn hóa toàn cầu vào lúc 18:30 là 2.468 tỷ đô la, tăng 4,7% trong 24 giờ qua. Bitcoin trao đổi tại 64.808 đô la, tăng 3,1% trong ngày. Ethereum đổi chủ tại 3.097 đô la, tăng 1,4% giá trị. Binance Coin giao dịch tại 559 đô la. Cryptic Van xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe bản tin của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.